thông điệp của ứng cử viên tổng thống Kamala Harris cho năm 2025 sắp tới là gì? But it's also about what is the culture of the environment? How are we approaching this issue in a way that we also understand we cannot support and help our young people if we also don't also look at the context in which those young people live and are being raised, which means necessarily because our edict and our mission is not to come out and say, well, we could do this better. Part of the extension of the work you will do is, yes, focused on our young leaders and our young people, but understanding we also then have to be clear about the needs of their parents and their grandparents and their teachers and their communities. Because none of us just live in a silo. Everything is in context. My mother used to, she would give us a hard time sometimes, and she would say to us, I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came before you. So all of this is part of the work of this group of extraordinary leaders who will help inform and advise how we think about our work. And like the secretary said, give us feedback, give us counsel, give us direction in how we best achieve our mission. Doing it in a way that we fully understand the challenges and the opportunities. And so with that, it is my great honor to swear you in as members of the President's Advisory Commission on Advancing Educational Equity, Excellence, and Economic Opportunity for Hispanics. Please rise and I'm going to administer the oath. Chúng ta có cội nguồn và tất cả mọi người không có phải là tự nhiên rớt từ trên trời xuống giống như một cái quả dừa. Đó thì rất là dài đúng không? Nhưng mà cái này là một cái slogan mà Kamala Harris sử dụng trong những cái năm 2023 là về cái việc mà mẹ cô hay so sánh cái việc mà người trẻ bây giờ không có biết cội nguồn của mình, giống như là họ từ trên trời rơi xuống, từ những trái dừa, từ cây nó rơi xuống vậy đó. Thì đây á ha, cũng là chính là cái khẩu hiệu chính, nó nói lên cái chính sách cũng như cái đường hướng mà Kamala Harris muốn hướng tới. Đó, chúng ta thấy được là cội nguồn, chúng ta thấy được á là connections, liên kết. Mọi người sinh sống trong cộng đồng, mọi người làm việc, hoạt động trong cộng đồng đều ảnh hưởng tới nhau, đều là một phần của nhau. Kamala Harris đã có bài phát biểu đầu tiên liên quan tới cái cuộc đua tổng thống của mình cho năm 2025. Kamala Harris muốn hướng tới cội nguồn, muốn hướng tới chăm sóc những người già, hướng tới chăm sóc phúc lợi xã hội tốt hơn, muốn hướng tới chăm sóc cho những cái người hay là những cái giá trị con người, nhân quyền và bình đẳng giới tính. Đây á, là một phần của cái rhetoric, cái thông điệp của Kamala Harris, tại vì cô thứ nhất là phụ nữ, thứ hai là một người phụ nữ da màu. Và đây chắc chắn sẽ là một cái thông điệp rất mạnh mẽ cho một cái đất nước đa sắc tộc, cũng như đang trên đà định hình lại những cái giá trị văn hóa của mình. Những cái người ủng hộ Kamala Harris, họ gọi bản thân họ là những cái trái dừa, coconuts. Là họ, mỗi lần mà họ ủng hộ Kamala Harris là đằng sau cái tin nhắn của họ, họ sẽ để một cái emoji hình quả dừa. Tổ chức được mở ra để mà ủng hộ cái chiến dịch tranh cử của Kamala Harris được gọi là Operation Coconut, là chiến dịch quả dừa. Liệu Kamala Harris có thể trở thành tổng thống nữ Mỹ đầu tiên cho năm 2025 sắp tới hay không? Và hiển nhiên á, Kamala Harris sử dụng hai chuyện đó, thứ nhất mình là phụ nữ, thứ hai mình là một người phụ nữ da màu, vào chiến dịch tranh cử của mình. Các bạn nhớ comment cho Thái biết nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình là Thái.